Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin thời sự tối ngày 12 tháng 8 năm 2021, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh tình trạng vi phạm đất đai ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Đồng Than vừa tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế một số vi phạm về đất đai, hành lang giao thông. Theo tổng hợp của xã Đồng Than, đến cuối tháng 10 năm 2021, tổng số trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở, nhà tạm, chuồng trại, lều lán trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã cần phải giải tỏa là gần 100 trường hợp. Riêng trong đợt giao quân này, Ủy ban nhân dân xã sẽ xử lý gần 20 trường hợp, chủ yếu là các vi phạm xây dựng công trình nhà ở, nhà tạm, chuồng trại trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang thủy lợi. Theo đó, ở cả 7 trên 7 thôn của xã Đồng Than, người dân đã ngang nhiên lấn chiếm các diện tích đất công ích do xã quản lý và các diện tích hành lang bảo vệ sông Bắc Hưng Hải. Thậm chí các hộ vi phạm còn ngang nhiên xây dựng nhà xưởng, làm nhà kiên cố. Nguyên nhân để xảy ra các vi phạm do thời gian gần đây, giá đất đai trên địa bàn xã ngày càng có giá trị, nên các hộ dân bất chấp các quy định để vi phạm. Trong đó, thôn Xuân Tràng là thôn có số lượng vi phạm nhiều nhất. Chúng tôi ra quân giải tỏa 8 hộ trên đất nông nghiệp và 12 hộ vi phạm trên kênh mương thủy lợi tại thôn Xuân Tràng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận mà ngay trong ngày 26 tháng 10, toàn bộ kế hoạch tháo dỡ vi phạm đã hoàn thành. Tuy nhiên hiện nay, Đồng Than mới giải tỏa được 19 trong tổng số gần 100 vi phạm. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Đồng Than tiếp tục rà soát phân loại các trường hợp vi phạm theo từng mức độ cụ thể để có phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật.